Hi, xin chào anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một con game thể loại RPG đang beta ngày hôm nay. Game khá là hay. Game thì đang tên Trung Quốc, chưa có tên tiếng Anh, cho nên mình cũng không biết là tên của nó chính xác là thế nào. Tên mình đặt trên video thì chỉ là tên mình dịch ra bằng Google dịch thôi, chứ cũng không chính xác lắm. Game hiện tại thì đang beta giới hạn, cho nên cần mã kích hoạt để vào game nha. Mã kích hoạt thì cũng giới hạn chỉ khoảng 20.000 mã thôi. Game hiện tại đang rất là khó để mà vào á. Đồ họa của game thì khá là đẹp. Các nhân vật trong game kiểu gì tạo hình các nhân vật giống như trong phim hình anime vậy đó. Khá là dễ thương. Những combo liên tục cũng khá là hay, nhưng mà mình cảm thấy là game đây nó chưa hay lắm đó. Các tự động của các nhân vật nó hơi cứng. Skill thì mình chưa đánh giá cao. Kiểu gameplay của game nó hơi gói, tức là skill tung ra nó liên tục, nó nhiều quá, là mình không thể nào phân biệt được skill nào của mình là skill nào của đối phương hết. Nó hơi phức tạp một chút. Tuy nhiên game này chỉ mới đang beta thôi, beta lần đầu thôi, cho nên có thể là sau này sẽ được cải thiện hơn. Hy vọng là game này sẽ có một bản tiếng Anh để chúng ta có thể chơi nó một cách tốt hơn. Game này nói chuyện khá là nhiều nha, nhưng mình đã phải cắt bớt các đoạn hội thoại rồi đó. Tại vì mình có để thì chắc chắn là mọi người cũng không thể nào hiểu được, bởi vì nó toàn tiếng Trung thôi mà. Game này thì một nhóm sẽ có khoảng 3 nhân vật, 3 hero. Các bạn có thể đổi các nhân vật tùy thích. Mỗi nhân vật thì có mỗi skill khác nhau. Khá là hay. Như các bạn như lúc nãy mình đã nói thì các skill nó hơi rườm rà, hơi rối mắt một chút. Mình thì không thích như vậy cho lắm. Cái nhân vật khác thì nó sẽ tự đánh auto.
Vậy là mình đã giới thiệu xong cái con game mới ra mắt beta hôm nay nha. Nếu thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.